Xin chào mọi người đã đến với kênh xe cẩu vlog nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người cùng xem cái quá trình mình đi chở cột kèo và thân dằn để qua bên địa điểm chỗ lắp cái nhà xưởng mini hôm bữa nha mọi người. Nó còn rất là nhiều cột kèo ở bên đây mình cần phải vận chuyển qua. Ngày mai mình còn đi lắp.